sau mối duyên với nghệ sĩ Minh Phụng nhưng không được mẹ chấp nhận, Mỹ Châu 39 tuổi mới kết hôn với nghệ sĩ Đức Minh và hạnh phúc cho đến tận khi ông mất dù không có con. Tuy nhiên Mỹ Châu được quê quần bên các con của chồng. Được biết trước đó nghệ sĩ Cải Lương Đức Minh đã trải qua một cuộc hôn nhân con trai của ông là nghệ sĩ Duy Tâm hát rất giống cha tuy nhiên lại theo đuổi con đường kinh doanh hiện tại đang sống tại California Mỹ. Còn tại Việt Nam, ông có một người con trai khác tên là Tài, lo lắng một phần cho nam dân ca tại Việt Nam. Mỹ Châu cho biết, từ khi cưới cho đến tận bây giờ, bà luôn được các con của chồng yêu quý, chưa bao giờ có khoảng cách. Tuy nhiên, từ khi kết hôn, các con của Đức Minh đều đã lớn nên khoảng thời gian sống chung nhà không nhiều. Ai cũng có gia đình và công việc riêng. Chính nhờ vào con trai của chồng mà Mỹ Châu đã được bảo lãnh sang Mỹ định cư. Ngày Đức Minh qua đời, Mỹ Châu đứng ra lo liệu tang sự, được các con cháu rất mực trân trọng. Trong khoảng thời gian nghệ sĩ Đức Minh bị căn bệnh ung thư gan hành hạ, chính Mỹ Châu là người đã chăm sóc từng ly từng tí và kề cận nam nghệ sĩ khi ông ra đi một cách nhẹ nhàng trên tay của Mỹ Châu. Thời gian sau đó, bà lầm lì, trầm tính và không nói chuyện với ai. Nhắc tới là khóc, chính bé Tài, bé Lâm, con riêng của Đức Minh đã gọi điện động viên và sang thăm mẹ Mỹ Châu mỗi ngày vừa bước sang tuổi 74, nữ danh ca vẫn còn giữ được sắc dốc tươi trẻ bà sống cùng với con cháu là con của chị gái tại Atlanta của Mỹ. Bây giờ lớn tuổi rồi thì châu ăn rau nhiều hơn, ví dụ một tuần lễ thì mình ăn hai ngày chay. Vậy đó, nữ nghệ sĩ bắt đầu đi du lịch ở nhiều nơi tại châu Âu, châu Á và thăm nhiều nghệ sĩ đi thiện nguyện. Duy nhất bà không muốn về Việt Nam sinh sống. Tôi không thể bởi vì thời gian đưa hài cốt của anh Đức Minh về quê an táng tại quê nhà Bến Tre. Đi đâu tôi cũng đều thấy bóng dáng của ông xã mình. Tôi càng không dám đến rạp hát để xem đồng nghiệp vì ánh đèn sân khấu sẽ khiến cho bản thân tôi đau khổ hơn khi nhớ về khoảng thời gian. Hai vợ chồng đứng trên sàn diễn, tôi sang Mỹ định cư sau khi thành hôn vào năm 1990. Lần nào về thăm quê đều có chồng là anh Đức Minh đưa đi lo lắng tất cả các thủ tục và giấy tờ chứng về nước lần trước. Cũng chính do người cháu ruột của tôi xem anh Đức Minh như cha đã phải nghỉ làm để đưa tôi về. Sắp tới tôi sẽ khó mà về quê nhà vì không có ai đưa đi. Những ngày về lo một phần cho chồng. Do quá đau buồn và xúc động, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu đã khóc sưng mắt và phải vào bệnh viện để điều trị. Sau đó, nữ nghệ sĩ còn bị tắt tiếng. Tình trạng nghiêm trọng đến nỗi phải đi bệnh viện chữa cũng không hết. Sau đó, Mỹ Châu ngưng uống thuốc và thủ thủy bên bàn thờ của chồng anh ơi em mệt quá cho em hết ốm được không rồi tối hôm đó mỹ châu mơ thấy mình nắm tay chồng và bệnh của bà cũng dần khỏi hẳn cho đến nay bà vẫn nói đó là một điều kỳ diệu mà không thể nào lý giải mỹ châu hiện tại sống độc thân bà chưa từng nghĩ sẽ đi bước nữa sống trong một căn nhà rộng lớn tại atlanta thường xuyên đi cà phê mua sắm leo núi du lịch cùng với bạn bè bà hay ghé thăm con cháu của nghệ sĩ đức minh và được đón tiếp nồng hậu cứ gặp là chúng lại kêu má châu, má châu. Mỹ Châu thích sống một cách đơn giản, chừng nào con cháu rảnh thì sẽ đưa chị về Việt Nam thăm mồ mã ông bà. Cha mẹ và nhà thờ từ đường ở Thủ Thừa Long An, ghé thăm mộ của ông xã rồi thăm những người bạn bè thân tình. Chỉ như vậy, người đẹp từng chia sẻ. Trong hồi ký của mình và lúc sinh thời, nghệ sĩ Đức Minh ao ước được về sống tại Việt Nam. Mỗi ngày, ông đều nấu những món ăn Việt Nam cho bà. Tuy nhiên, Mỹ Châu lại nhất quyết không chịu về. Mười mấy năm trời, hai người cứ sống ở Mỹ 6 tháng, rồi lại về Việt Nam 6 tháng. Bởi lẽ, ở bên Mỹ, chỉ có mẹ, có chị, có các cháu và các con của Đức Minh. Ngoài ra, Mỹ Châu thích cuộc sống ẩn dật, đi đâu cũng không bị nhận ra. Tôi luôn ý thức mình là người của công chúng. Nên mình phải chỉnh tề khi xuất hiện. Tôi rút lui khỏi showbiz để giữ được hào quang mà mình đã từng có. Mỹ Châu tâm sự, khi nào lo xong cho tụi nhỏ mình về nhé đức minh đã từng nói với bà như vậy khi còn sống ấy vậy mà tới lúc ông ba đời vẫn chưa thể nào làm được mỹ châu thường xuyên cảm thấy có lỗi vì chuyện này bà là một người ưa sống trong bè niệm giữ gìn truyền thống mái tóc dài tới thắt lưng không hề thay đổi trang phục màu tối nhã nhặn với một căn nhà 30 năm ấp ủ mẹ con anh chị em sống không tách riêng không đổi rời bán qua bán lại gì hết việc gặp được Đức Minh và các con của ông đã khiến cho Mỹ Châu phải thốt lên. Trời ơi, con cảm ơn ông vì trời đã ban cho con duyên lành và may mắn đến như vậy. Cho đến bây giờ, cuộc đời con không còn có gì phải hối hận. Đức Minh đã làm tròn lời hứa với mẹ của Mỹ Châu. Đó là chăm sóc cho bà đến khi xa lìa cõi đời. Nghệ sĩ Mỹ Châu sinh năm 1950 tại Long An. Nổi tiếng cùng thời với Lợi Thủy, Phượng Liên, Minh Cảnh, Minh Dương, Minh Phụng bà được mệnh danh là nữ hoàng kiếm hiệp Việt Nam của nền sân khấu cải lương miền Nam. Bà là con út trong một gia đình có bốn người con. Tuổi nhỏ, Mỹ Châu đã bộc hoạch năng khiếu âm nhạc và mong muốn trở thành một bác sĩ. Tuy niềm đam mê của Mỹ Châu là ca tân nhạc, nhưng để chiều lòng mẹ, bà đã chuyển hướng sang cải lương. Cụ thể, vào năm 7 tuổi, Mỹ Châu được ông bầu chủ đoàn cải lương tiếng chuông phát hiện ra tiềm chất trong bà. Trong một lần bà hát cải lương tại trường năm 1961, Mỹ Châu bắt đầu bước vào nghề kẻ lương khi mới 11 tuổi, với lời mời của ông Bọc Cang. Đến năm 1965, bà đã nổi tiếng với dây Thị Dương trong dở hai lần thu hạ trên sân khấu thủ đô. Cũng năm này, bà về đoàn Kim Trung và được sự dìu dắt của nghệ sĩ Minh Cảnh. Mỹ Châu đã thành danh khi thủ dây Mai Thảo trong dở Trinh Nữ Lâu Xanh. Được nhiều người mến mộ, khiến Châu bà trở thành một trong những ngôi sao sáng chói bậc nhất trên sân khấu Kim Trung. Năm 1967, Mỹ Châu được trao tặng huy chương vàng triển vọng giải thanh tâm và đầu thập niên 1970, hãng đĩa Việt Nam đã dùng mọi nỗ lực để lăn xê cái tên Mỹ Châu tên thị trường băng đĩa. Sau năm 1975, Mỹ Châu vẫn tiếp tục thành danh với nhiều dở diễn, khách sạn hào hoa, tìm lại cuộc đời, tâm sự Ngọc Hân, qua Mọc Lan, chia sẻ về cái duyên. Vào nghề, bà nói, tôi bước vào nghề hát là do má tôi chọn, tôi được số đông khán giả mến mộ cho đến hôm nay cũng nhờ bà. Bà đã xây dựng hình ảnh cho tôi từ lúc con bé cho đến khi trưởng thành. Mỹ Châu được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1993, huy chương vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam 1999 để tôn vinh những cống hiến tận tỵ yêu nghề của một minh tinh trầm lặng. Sau năm 2002, Mỹ Châu đi định cư nước ngoài cùng với nghệ sĩ Đức Minh. Từ năm 2003, bà hầu như vắng mặt ở tất cả các sân khấu với phong cách ca diễn trầm lạnh một dạo nghệ sĩ ưu tú mỹ châu phải hứng chịu rất nhiều lời đồn đoán không hay mỹ châu bị trầm cảm nên chưa chịu lấy chồng do thất tình với minh dương minh phụng mà cô ấy không bao giờ cười lúc diễn thực tế cố nghệ sĩ thanh sang từng mang trầu cao xin lễ đến nhà để cưới sinh nhưng mỹ châu từ chối mãi cho đến năm 40 tuổi mỹ châu mới lập gia đình với nghệ sĩ đức minh mẹ vẫn thường nói phụ nữ tuổi dần cao số ngẫm lại Tôi thấy mình lập gia đình muộn Có lẽ cũng do duyên phận chưa tới Hoặc đúng là cao số Bà tâm sự Một dạo khi sân khấu cả lương gặp khó khăn Vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu Đã mở tiệm cửa sắt để bán Và một thời gian ngắn sau thì đóng cửa Nhờ tích cướp hồi trẻ Mỹ Châu hiện tại sống thoải mái Và không cần lo nghĩ gì đến tiền bạc Trải qua hai thời kỳ hoàng kim của cải lương Bộ môn nghệ thuật truyền thống bị nhận xét Là một cái xác không hồn Mỹ Châu tâm sự buồn lắm Chị không thấy đau mà chị buồn dữ lắm. Tại vì cải lương rơi vô tình cảnh này thì chị chưa bao giờ nghĩ cải lương lại có số phận như vậy. Nghệ sĩ Đức Minh, chồng của Mỹ Châu, qua đời tại Mỹ vào lúc 2 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2014 giờ địa phương. Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư gan, hưởng dương 62 tuổi, mộ vần của ông được đặt tại Bến Tre theo đúng di nguyện của cố nghệ sĩ.